thấy nhé. Monica màu xanh dương. Kế đến xanh lá cây. Polka xanh lá cây. Polka màu hồng. Wow, vậy hôm nay mình sẽ mở hộp đồ chơi nào đây các bạn. À, họ là trứng đây. Bây giờ mình chọn lại nha. Mình chọn lại xem coi bộ nào mình sẽ bóc đầu tiên. Cô này không có biết ba số đâu, không biết màu đâu. Cô này sẽ đổi qua đổi lại nè. Đó, xào qua xào lại. Rồi. Xong. Bây giờ cô này sẽ mở xem coi mình sẽ mở hộp nào nha. Bây giờ mình đếm từ 1 đến 10 đi. Coi bạn nào là bạn sẽ được bóc. Các bạn đếm cùng với cô này nha. Từ trái sang phải luôn. Rồi, chuẩn bị nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vậy là bộ này rồi. Bộ này sẽ được bóc. Mình sẽ mở ra. Polika màu hồng. Yeah. Rồi, mời ba bạn này đi vô để mình mở hộp này. Ha 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 ha. Đã chưa? Polika màu hồng luôn. Wow. Là các thương dưỡng lắp ráp thành máy bay trực thăng hả? Còn bạn này, bạn này là xe gì? Xe cứu thương. Wow. Bạn này là xe cảnh sát. Bạn này xe chữa cháy. Ha ha. Có 4 bạn thôi. Cô này chỉ có 4 bạn nha. Bây giờ mình sẽ mở hộp này ra. Có cái băng keo ở đây. Cô này sẽ đẩy nó xuống. Nhưng mà có cái băng keo lên. Cứng lắm các bạn. Mình sẽ mở từ từ nha. Coi chừng rách cái hộp. Để mình còn sử dụng cái hộp mình đựng đồ chơi nữa. Cô này không muốn đồ chơi cô này mau hơi đau. Nên cô này phải giữ kỹ. Các bạn có vậy không nè? Ra rồi, đẹp quá. Bạn Monica màu hồng dễ thương quá. Yeah, dừng được rồi.
chốt mạnh sợ bị gãy quá, mới có gãy cái chốt gì không? Cũng khó thiệt. Thôi cứ vậy thôi, không được đẹp cho lắm. Mày bẻ gần lại thử. Sao cái chốt này nó không vô? Các bạn chơi môn này chưa, món đồ này chưa, các bạn hãy like, share và đăng ký kênh Cu Lì TV đi nào. Ủa? Nè, có cái khớp ở đây, mình có thể đẩy đi vô nè. Các bạn thấy không? Mình cái khớp, được rồi. Cứng lắm, hèn chi. Để cái thùng trước rồi sau nó sẽ dễ. Yeah, vô luôn rồi, thành công. Bóp cho nó ngay này nữa là xong. Thành công rồi, yeah, chỉ nhẹ thôi. Mừng quá, cuối cùng thì cũng đã làm được. Xe Polica dễ thương quá. Chút xíu à. Giống con chuột quá à. Xe mà giống con chuột quá. Đó, bạn thân Polica màu hồng và màu trắng. Xe cứu thương, xe cấp cứu. Bây giờ mình sẽ ghép lại thành chú chó. Ủa, này phải chú chó đâu, giống chú chó thôi. Mà sự là xe Polica. Ây da, cứng thiệt. Ow. Mình không quay cái này lại nữa. Xong mình lấy cái chân ra nè. Mình sẽ đập cái chân lại. Đến chút cuốn quá. Rồi sẽ đến chút cuốn á. Còn này thì phải sau. Làm cái gì cũng được. Chờ tới cái tay nè. Cái tay nè. Hẹn gặp lại. Chào tạm biệt. Thành công.